Tết đến cận kề, Hảo bố liền dạy con cách phối hợp ăn ý để Tết này được bội thu. Đúng là cao thủ không bằng tranh thủ. Siêu ơi, bố dạy nhá. Tết này, ai nhìn thấy cái bài phát là phải giơ tay. Giơ tay như nào, xin nào. Đúng rồi, nhìn thấy cái bài phát là phải giơ tay xin như thế. Đấy. Xin xong đưa ai. Xin xong nhớ đút túi nhá. Chưa? Nhớ là phải ai cho là phải giơ tay ra như thế. Nhìn thấy cái bài phát là phải giơ tay luôn. Nào làm lại nào. Giơ tay như nào, xin nào. Đúng rồi, Tết là cứ thế. Cái bài này hôm qua bố dạy là cái bài lì xì nhá. Thế là ví dụ như là đi Tết này người ta nhà người ta không có lì xì thì làm nè. Đấy. Thế nên là bố sẽ dạy cho con bài thứ hai. Đây là bài tiền. Bình tĩnh ngồi xuống. Đưa bố cái lì xì đây, bố cất đi. Đây nha, ví dụ vài này người ta mà người ta bỏ ra những đồng ngồi im. Đồng này và đồng này. Thì cái tay con làm sao nhỉ? Con lại xin như nào? À con lại xin thế. Thế người ta đưa cho con chọn thì con chọn tờ nào? À đúng rồi. Tờ nào ta làm nhỉ? À đúng rồi.